vậy? Em cầm xíu đi. Phải không? Ôi em nào, trời mọi người đậu nè. Tôi đâu rồi? Cầm vía là vía, vía, vía. Anh tôi tôi xem cái gì đó chụp hình cho em coi. Tôi cầm thấy mẹ luôn, không thấy đâu hết trơn á. Cái gì đâu mà? Chết lắm. Nè, vô giật cái nón của em đi, con không? Chờ cái nón của sao? Bây giờ của Phi là rất hạnh phúc vì tất cả những niềm tin của những người thân yêu, những người đồng nghiệp của mình và đặc biệt là những người đã từng sát cánh với Phi trong suốt cái hành trình của Én Xuân 2021 vừa qua. Phi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều và cái cảm xúc này tôi tin chắc rằng nó sẽ đi theo Phi suốt cuộc đời này vì niềm đam mê lớn lắm. Nhưng mãi tới gần 40 tuổi rồi, mình mới có cơ hội được chiến thắng bản thân mình, được mang vinh quang, tự hào về cho người thân, cho bạn bè, cho đồng nghiệp. Đây là một kỷ niệm sẽ mãi không quên. Về dự định của Phi thì có lẽ là Phi cũng không biết là mình sẽ nhận được kết quả cao như thế này. Nhưng mà đây cũng chỉ là bước đệm để Phi tiếp tục theo đuổi con đường đam mê của mình. Vẫn mong muốn được giữ cái nghề dẫn chương trình của mình như là một niềm vui và sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa dành cho khán giả khi khán giả vẫn còn yêu thương Phi và vẫn lựa chọn Phi để là người kết nối cho tất cả những thông điệp. Và Phi chúc cho tất cả quý vị khán giả của chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, chúc chúng ta sẽ có thật nhiều những thành công trong năm mới và sẽ chiến thắng được đại dịch Covid nhé. Thằng Lan đúng không? Thằng Lan đúng không? Trời ơi, chị ngơi. Đâu rồi, Văn Lan đâu hết rồi? Dạ đây. Văn Lan đâu?
tất cả những thực tế đó nó bảo chứng cho lời nói của Phùng Thế Phi. Nếu không tham gia trực tiếp để cứu những người dân Covid, bạn sẽ không đủ. Bạn chỉ xem thì bạn cũng chưa thể. Cho nên bạn phải dấn thân. Tất cả những đồng đội của bạn đang ngồi kia hiểu sâu hơn tất cả những vấn đề mà các bạn gặp. Và hôm nay sự chọn lọc những chi tiết đắt giá, những nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình là điều hết sức quan trọng cho kịch bản để giúp bạn chiếm trọn tình cảm yêu thương của khán giả. Khi ngược lại với mặt thì thắng, một cái mặt ghép rất là khó có thể gắn liền với mặt của Phùng Thế Phi. Nhưng ở đây bạn có đủ cái tình yêu với quê hương, là sự trải nghiệm của sự mất mát thời chiến tranh, hoặc từng tác phẩm mà bạn đã từng dấn thân trong những môi trường và điều kiện khác nghiệt khác nhau của cái nghề, để bạn còn yêu nghề càng ngày càng nông được. Hai bạn là hai màu khác nhau nhưng cực kỳ hòa hợp với nhau để giúp cho Ê Xuân thành công rực rỡ. Đây là trạng quay của năm đầu tiên của anh Xuân, chúng ta đã gần đến hồi kết. Và thật sự hạnh phúc khi thấy các anh quay.